Xin chào các bạn. Giới thiệu với mọi người, đây là canh Tam Đảo. Hai như thế nào? Hai lá ấy đây nha. Đây à? Đây hai lá cánh tẻ xanh nhạt nhạt đấy. Canh Tam Đảo này là lá thấm lầm hay còn gọi là lá gì nhỉ? Bọn đấy nó gọi là lá gì nhỉ? Ở đây gọi là thấm lầm chua chua ấy. Họ gọi là canh chua à, thì gọi là canh chua. Có mấy cái lá này thôi mà lên Tam Đảo nó phệt cho bao nhiêu tiền canh nhỉ? 35.000 à? 35.000 bát canh được bằng chỗ này lá không nhỉ? Ít hơn bằng lửa. Ừ, có thế thôi mà ở trong bằng ấy lửa chỗ này lá, trong ấy ghi là gọi là canh chua thịt đúng không? Có một cái miếng thịt xay bằng đúng cái đầu ngón tay út này, còn đâu là mấy cái lá này. Thế cũng phệt cho 35k. Cơm với canh là 70.000 thì thế đúng không? Ừ. Với canh bao nhiêu tiền? Thì thế thì mình gọi là canh Tam Đảo mà, nên khổ. Một bát cơm chẳng lẽ. Mà đã thế lại còn có một ông khách hàng bảo ôi giời, canh này sao mà ngon thế, là nó làm từ lá gì để tôi về tôi đi mua nấu. Cái này lấy cả ngọn được nhưng mà chả thích lắm, nấu nguyên lá này. Thấm lầm, hay gọi là dây thấm lầm chứ còn gọi không rõ, nhớ tên là dây gì quên mất rồi. Sơn mạng thì biết. Đây để sơn mạng nhá. Rồi, sau một hồi sơn mạng thì mới nhớ và mới nhớ ra cái tên kia, nó là lá vón vén. Khổ. Canh chua lá vón vén hay là còn gọi là thấm lầm đây. Các bạn mà có cái giống cây này thì trồng nó đơn giản lắm, nó là dạng dây, nó mọc, nó không kén đất, chẳng phải chăm bón gì cả, mà một tí đây thôi. Nếu mà nhà bạn nào mà có cái thùng xốp ở trên sân thượng là cũng trồng được đấy. Thế xong lá thì nó rất nhiều, mình chỉ chọn cái lá gọi là non non bánh tẻ này thôi, chua chua, mà lá này thậm chí ăn được luôn này. Ăn luôn chua. Cho nhiều quá, nó chua quá. Tùy mình nấu nhiều hay nấu ít thì mình có thể ăn chua nhiều chua ít, mình với cả cái lượng canh thì mình nhớ. Ngày xưa mình rất hay ăn cái này với cả cái cứng quế. Đâu xem còn cây quế nào chị. Cái cứng quế thì nó có vị làm. À đây đây, đây nói đến cây quế ngay đằng sau đây. Cái cứng quế này. Đấy. Cái cứng quế này. Với cái lá này. Đây nhá. Đó. Ăn luôn với nhau, ăn thử em. À, cắn cái cứng quế này, ăn với cái một lá này, bỏ mồm. Cứ cho em, cái cay chua chua. Trẻ con hay mê mẩn cái món này. Cứ chua chua cay cay ăn, ăn nhiều đến nỗi mà nó nóng mồm, lở cả mồm ra. Cái lá này rất là hay, nó chỉ có vị chua, không chát, không gì cả. Nó ăn trực tiếp được luôn mà. Này, nó... ở đây nó cũng sạch rồi. Chua ngon đúng không? Ừ. Cái này nấu lên cái này nấu nó cũng không lâu đâu, thực ra nấu cá chín hay làm cho vào cũng một lúc cũng được, mà vứt cả cái này vào hầm cũng được, không chả vấn đề gì. Ăn rất là ngon. Đây là video về đi hái lá, còn tí nữa là mình nấu canh chua thì mình cho vào nhá. Đấy, sau khi hái được một lượng lá như thế này rồi, mình về là rửa đi. Cái này không phải thái hay gì hết, mà các bạn có thể ném rửa sạch xong ném luôn thẳng vào nồi canh, hoặc là có ai vò vò qua cũng được. Nào, bây giờ đi về nhá. Rồi, quay từ từ thôi. Đấy, đừng có dơ mạnh, cứ dơ thế. Để ra xuống nhặt con dây chai gì cả, cứ rơi nhẹ nhàng đấy nha. Chưa, mưa bắt đầu chuẩn bị đến rồi kìa. Để anh lấy nốt cái này. Ê, dạ. Ê. Cũng bắt bằng tay à? Ôi trời. Còn sống không? Rồi ra vớt nó đi. Còn sống thì mới ấy được. Ngay gần lưới. Biết
Đâu? Nổi nổi mà. Không phải đâu. Mới ngoài lưới. Đây rồi, biết chỗ này rồi nhưng mà. Bắt hết rồi mà. Đấy, nó nằm đâu nhỉ? À đây rồi. Chết nổi ở đây. Có nhìn thấy đếm dây không? Có. Ờ thì cứ quay nhẹ nhàng thì tao vớt cái cọc này lên. Con này chết mẹ rồi, cứ để đấy. Để tao vớt cây này lên nhá. Quay từ từ thôi. Đâu nhỉ? Nãy là ở cây ở đằng này à? Đây chỗ này này. Đây. Thử gốc này. Cá này. Mẹ nó ra mất đầu kia thì ăn cứt. À, chạy. Đây đang bắt theo kiểu thổ dân này thôi. Ờ, nặng vãi cứt ra. Ơ, thế mồ về à? Về sao? Anh về anh thì bảo ý. Cổ. Con gì đấy? Gì đấy? Con rất cá. Không lấy ra được. Anh đồ nào thế nào? Đằng kia nặng quá. Thế nó ở trong này á? Trong này. Ôi giời ơi. Ừ, trước em vớt cái cây cầu mà nó nhiều. Nãy được cả cá chê xong rồi. Đầu này nặng quá để dốc rồi. À, vậy thằng về bao giờ? Ừ. Lấy cái túi ở đây đón, em về chiều hôm qua. Đây. Mấy cái cao này lên, đấy cái đôi phim thật kiểu. Úi trời ơi. Có cả cái mưa ở trên mấy video ấy. Đây nào rộng cũng được cả cái gì xem này. Ở đây, ở dưới này đấy. Chim lên đây không? Nhất là cái bờ. Từ xem đầu đâu đó, anh chưa sợ thấy. Đây. Sao? Nó vào chân. Mũi nó ra để ăn dốc. Bây giờ phải dốc ra. Ủa sao mưa to rồi đấy? Đây riêng đây có con á. Anh Tân làm gì kìa? Bỏ gì kìa? Anh cần quay phát trực tiếp gì không? Con này phát cho. Gì đấy? Đấy đấy sao đấy? Ui may quá được con. Mỗi con này. Ui phút phút phút. Cẩn thận nó đánh ngại cho. Đây. Đây được rồi. Ôi dồi ôi. Nó là con cá chê là nó mới khổ chứ. Cá thường thì bắt dễ. Mỗi con à? Con thua. Con khác. Mỗi con cá chê. Ôi con cá chê này á, cái lạnh của nó phát lắm. Tiếp đứng lại em đổ không? Một cái đoạn ngắn ở đây mà được. Cá chê vô phi nó phi ra ảo ảo. Ui ơi, cái máy con công ấy nhá. Hoa cầm mấy cái máy. Không có mưa xuống đấy. Anh mày mang máy về đi, có mưa nó mất nó hỏng con ơi. Mang máy về đi. Đi đi. Có gì không? Chả biết rồi. Không có gì. Nước cua này nó không có gì. Ít xuống mò đi. Bẩn hết cả toàn mấy con cá rồi. Ôi, chết chết đi được đông mấy con. Cái canh thấm lầm này. Canh lá vón vén thấm lầm này là mình sẽ nấu với đầu cá. Đấy, cá đây. Rồi, bây giờ bắt đầu nấu nhá. Tiếp tục đây là canh nấu ấy nhá. Nấu cá, cho cá vào trước nấu này. Mạng cho cùng nhau cũng được. Thực ra là cái này nó hầm bao nhiêu cũng được mà. Cái lá rau này thì ơi sao tự nhiên tối thế nhỉ? À đây rồi.
Đấy. Quay như này không vào dây vào lửa nó lấy nét nó tối quá. Cứ cho vào nấu với nhau này thôi, nó có vị chua. Thế là thành canh chua rất là ngon. Canh dân tộc quá tuyệt vời luôn, canh giò vòn vẹn. Canh này lên nhờ lên Tam Đảo nhờ. Đúng ba bộ khoảng độ là 20 cái lá này nó phết 35k. Trong nó có một miếng thịt xay bằng cái đầu ngón tay nữa. Chấm hết. Đấy, tí là rau nhé. Tí nữa ăn thêm một đúng không? Chính là rau đấy đấy. Thế là đây là bếp lò. Chua cái gì? Cái chua nó mới ngon, ăn nhau là cái chỗ chua đấy. Đấy. Đun như thế bao giờ mà thấy ưng thì là bỏ xuống thôi chứ không nhất thiết là phải đun bao lâu. Cá chín là ok. Cái này nấu cá cũng hợp mà nấu thịt cũng ngon. Vị chua là ok, tí nữa ra cái nó chín thì sới ra thì mình quay tiếp nhé. Canh cá đã ăn. Canh cá là vồn vẹn. Và đây là cá của canh cá. Đấm lưng cho bố. Làm như thế này. Con đấm lưng cho bố. Đó cho con cá này nó ngọt thế nhở? Dạ. Rõ ràng là canh chua mà. Thì con cá rô phi này ngọt cực kỳ luôn đấy. À, đấy là cá rô phi. Còn đây là cá. Ai bảo mẹ lá này là con vẹt. Lá sớm mù. Lá này nó thấm lầm. Thấm lầm gọi sớm mù. Ở đâu gọi sớm mù? Đấy thấm lầm gọi sớm mù. Lá tâm thấm lầm nhưng mà ở nhiều nơi người ta gọi là con vén. Nấu canh cái này nó có hai trường phái, một là nấu với cá và hai là nấu với thịt. Nó ra vị nó khác hẳn nhau. Ngon đấy. Con vén khác. Khác đúng khác. Ai bảo này, lá con vén khác. Lá miếu khác. Là miếu là thóc à? Nó là một đây. Trong cái đầu con cá này có một miếng ở mang tai rất ngon nhá. Xin mời mọi người nha. Cho con ngồi giữa nhá.